Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã hỗ trợ 5 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế và sửa chữa nâng cấp khu phục hồi chức năng. Số tiền được trích từ nguồn kinh phí của chương trình an sinh xã hội năm 2023-2024. Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đã mở rộng khu phục hồi chức năng trên diện tích 240 m², mua sắm các thiết bị y tế phục vụ cho các phòng vật lý trị liệu như máy xung điện, máy siêu âm, máy xung kích, khung quai tập khớp vai. Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 6 tháng thi công, tạo điều kiện phục vụ tốt hơn cho người bệnh có nhu cầu phục hồi chức năng. Thường là mình hồi đó là đi vô Cổ Ngãi. Bây giờ vô đây thấy đầy đủ quá, sạch sẽ quá, thôi ở đây cho nó gần luôn. Mà mấy cô mấy chú đây lồm góc tận tụy, vui vẻ. Đúng là tâm lý của đối với bệnh nhân. Thực tế thì tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cái nhu cầu của bệnh nhân và các bệnh lý mãn tính cần cái phục hồi chức năng ấy, thì rất là nhiều. Tuy nhiên ấy, do cái điều kiện hiện tại là về cơ sở vật chất, về trang thiết bị cũng còn có hạn chế. Cái sự tài trợ từ quỹ an sinh xã hội của công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn là 5 tỷ. Chúng tôi mở rộng cái khu đó kê được 40 giường và sắm một số trang thiết bị hiện đại thì nó phục vụ cho cái nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân rất là tốt. Và thực tế là khi mà đưa vào sử dụng thời gian ngắn thì nhân dân là rất là vui mừng và cái lượng bệnh nhân mà đến điều trị thời qua thì ngày càng tăng. 16 năm đi vào hoạt động, công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tích cực đồng hành cùng tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có huyện Bình Sơn, triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công cách mạng, cùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Thì chúng tôi mong muốn là với sự hỗ trợ, chia sẻ một cái nguồn lực phần nào của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn để giúp cho cái môi trường về giáo dục, điều kiện học tập của các em học sinh tốt hơn, cũng như điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương tốt hơn. Và vấn đề này thì chúng tôi cũng luôn luôn báo cáo các cấp lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cấp thẩm quyền để ủng hộ chủ trương này để chúng tôi có nguồn lực để đầu tư cho công trình an sinh xã hội về giáo dục và y tế của địa bàn huyện Bình Sơn. Và cái chủ trương đó tôi nghĩ là hết sức cần thiết và quan trọng. Nhu cầu phục hồi chức năng của người bệnh ngày càng tăng, trong khi nguồn lực đầu tư của nhà nước còn hạn chế, thì việc huy động các nguồn lực xã hội hóa là điều cần thiết và mang nhiều ý nghĩa. Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn nhiều năm qua là điểm sáng trong hệ thống y tế ở cơ sở và ngày càng có nhiều người bệnh đến khám và điều trị. Khi được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ sẽ giúp người bệnh tiếp cận được dịch vụ phục hồi chức năng có chất lượng, toàn diện, liên tục để nâng cao sức khỏe và chất lượng sống.